Hoàng Hà Audio xin chào tất cả các bác nhá. Đấy thì đây là vừa một buổi chiều bên Hoàng Hà chúng em đây. Thì vừa mới rồi là tất cả các bạn đã đóng hàng xong và cũng như là gửi hàng đi rồi nhá. Đấy, rất là tanh bành như này luôn. Rất nhiều hàng, chiều nay phải đóng hàng cuối cùng mãi thì đến tận tối mịt như này mới xong. Thì em cũng làm luôn một cái clip ở đây. Tất cả mọi người đã về hết rồi và hiện tại chỉ còn mình em ở đây thôi và em cũng đã dành ra một chút thời gian để làm một vài clip gửi đến tất cả bác nhá. Thì ngày hôm nay sẽ làm một cái clip để bên Hoàng Hà chúng em giới thiệu về một cái con Crest Audio. Con này là con Crest này, thuộc cái dòng đẩy tầm trung. Và cái thứ nhất và cái quan trọng nhất của nó là một cái cục đẩy tầm giá vừa tiền. Và phân khúc của nó là cái phân khúc chạy các cái vị, thứ nhất là vị mạch đời cao này. Cái thứ hai là cục này chạy công suất của nó cực kỳ ok nhá. Và cục này có tên model của nó là cục đẩy CA9. Chắc có lẽ với bác nào mà quan tâm nhiều về các dòng đẩy loa các thứ, các bác không lạ gì cục đẩy này nữa rồi. Nó quá là nổi tiếng đi. Thì đây là một cái mặt ngoài của cục đẩy Crest Audio. Con này là con đẩy CA9 như thế này. Thì mặt ngoài của nó ở đây thì các bác thứ nhất là đánh giá một chút về mặt ngoài như này. Mặt ngoài cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cho em này. Rất đẹp luôn nhá các bác nhá. Là một con đẩy tầm trung, giá rất là tầm trung luôn. Và lại là một con đẩy mà công suất của nó cực kỳ đẹp và cái tầm giá cả của nó cực kỳ tốt nhá các bác nhá. Thì ngày hôm nay em cũng sẽ đập hộp ra đây, cũng như là em đập luôn cả ruột gan luôn để em giới thiệu cho tất cả các bác luôn nhá. Thì trên đây này em cũng đã tháo toàn bộ ra cho tất cả các bác xem qua, cả về phần sò xiếc cũng như là về phần tụ, quan trọng nhất là cục nguồn như này nhá các bác nhá. Thì con này là con đẩy nó chạy mạch của nó là mạch class AB này. Đấy, với các bác nào mà quan tâm các cái dòng đẩy thì các bác em nghĩ là với bác nào sử dụng tầm gia đình hay là sử dụng về dòng tầm sự kiện các thứ thì các bác đều muốn lấy cho mình một đẩy mà thường là về các cái vị mạch của nó phải là các cái vị mạch mà chống chịu tốt, cái vị mạch rất là bền thì các bác tốt nhất là các bác nên sử dụng cho em các cái vị mạch của class AB như thế này. Và quan trọng hơn nữa, cái con đẩy ngày hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác luôn là cái dòng Crest Audio, là cái dòng nâng cấp hơn hẳn về cái đời CA9 luôn nha các bác nhá. Cái vị mạch của nó như các bác đã biết này, ngày trước thì các cái vị mạch đời cũ, đời ngày xưa của nó thì các cái vị mạch của nó đa số đều là màu xanh nha các bác nhá. Không thể nào có vị mạch màu đỏ như này. Thì ở cái con Crest Audio, cái đời CA9 đời mới như thế này, đấy, cái phiên bản 2020 thì tất cả các cái vị mạch này của nó đã được chuyển sang màu đỏ. Vì mạch đỏ của nó thường là ở cái dòng vị mạch cao cấp mới có được các cái vị mạch đỏ như này nhá các bác nhá. Đấy, các bác thường sử dụng cái dòng bãi ấy. Cái dòng bãi thì đa số đều là các vị mạch đỏ như này. Đấy, rất là cao cấp và nó cho cái độ bền rất là cao luôn. Và quan trọng nhất ở đây thì nó là một cái cục đẩy. Tại sao em bảo nó là tầm trung tiền và cũng như tầm công suất của nó cực kỳ tốt. Thì các bác nhìn qua cái cục nguồn của nó như này đây. Đấy, thứ nhất là một cục nguồn đặt ở giữa như này. Cái nguồn đồng xuyến của nó luôn đấy. Nhìn các bác nhìn nào. Nó bó đồng rất là đẹp luôn. Và cũng như cục đồng này, cục công suất như thế này nhá, thì nó sẽ đẩy được thoải mái một hai đôi bát 30 của tất cả bác luôn. Hai đôi bát 30 nó đẩy bay luôn. Đấy, bác có thể nhìn thấy cho em một cục nguồn cực kỳ đẹp như thế này. Và cái tiếp theo để em nói đến nữa mà tất cả bác đa số đều quan tâm ở các dòng đẩy thì có lẽ là các cái con sò như này nhá các bác nhá. Thì em phải bảo luôn, con này nó đẩy được 2 đôi bát 30 của nó thì công suất con sò của nó phải rơi vào tầm 32 sò nhá các bác nhá. Con này là con 32 sò này, các bác có thể nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, 8 4 32 nhá, 32 sò. Và một số các cái sò bù áp như này thì em không nói nhá, các sò bù áp thì em không nói. Và cũng như là sò của nó đây. Sò của nó các bác có thể nhìn thấy không ạ? Các bác có thể đọc cho em. Đấy, sò cực kỳ tốt luôn. Đấy, thông số sò đây. Japan chưa? Đấy, các bác nhìn thấy cho em chưa? Sò cực kỳ ngon luôn nhá các bác nhá. Và đặc biệt con này nó sẽ tích hợp ở đây này, 8 cái con tụ. Con tụ này của nó thì thường các bác đều thấy các cái dòng tụ như này thì chỉ thấy ở hàng bãi thôi. Đây, các cục tụ như này. Xem nào, thông số của nó đây, 50V và 22.000mi nhá các bác nhá. 50V và 22.000mi với 8 cục tụ như này. Và tụ này của nó, nói thật ra với tất cả bác luôn, ở cái dòng tụ như này thì tụ đời cao của nó thì sẽ xử lý chất âm sẽ rất là hay nhé các bác nhé. Xử lý chất âm rất là hay luôn. Đây là các phần vị mạch như là bó mạch của nó đây. Để em quay cận cảnh cho các bác xem luôn nhé các bác nhé. Thì cái con đẩy này thì bên Hoàng Hà chúng em thì chưa phải là bên chúng em giới thiệu nhiều nữa. Bên chúng em hầu như là chưa từng giới thiệu về các cái dòng đẩy như này nhé các bác nhé. Các cái dòng đẩy như này thì hầu như là từ trước đến giờ trên kênh Hoàng Hà chúng em hầu như cái dòng đẩy này chưa có nhá.
Thế thì là hiện tại về đợt này thì em cũng mới làm cho làm lên đây cũng như giới thiệu với tất cả các bác thêm một cái dòng đẩy nữa thôi. Đấy. Và một cái tiếp theo nữa mà ngày hôm nay em muốn nói đến ở cái cục đẩy như này. Thì là cái cục đẩy như này thì các bác nhìn thấy cách thiết kế chưa? Thiết kế rất là thoáng luôn. Tại sao nó thiết kế thoáng như này? Là vì khi các bác sử dụng con đẩy này trong một khoảng thời gian dài thì các bác cũng có thể yên tâm, nó rất là thông thoáng thì cả nó sẽ tản nhiệt rất là tốt nhá. Và cái tiếp theo nữa đó chính là về các cái phần lọc gió như này. Đấy. Con này sẽ được tích hợp ở đây là hai cái quả lọc gió như này nhá các bác nhá. Hai quả lọc gió như này. Đấy. Hai cánh quạt gió như này. Nhìn rất là thoáng luôn và tất cả các cái vị tản nhiệt của nó đây. Đấy. Nhìn cực kỳ ok luôn ở một cái dòng này. Đấy. Và ngày hôm nay thì em cũng chỉ giới thiệu với tất cả các bác có lẽ là như vậy thôi, một chút về một cái con đẩy Great Auto CA9 tích hợp đủ tất cả luôn. Có cả tất cả các cái dàn đèn này, các bác nhìn này, có cả đèn clip luôn nhá các bác nhá. Đấy, silo này, các thứ, nói chung là đầy đủ luôn tất cả các cái dàn đèn như này. À, một con đẩy như này thì em cũng giới thiệu một chút cho tất cả các bác luôn thì các bác có thể theo dõi cũng như là tham khảo và các bác có thể sử dụng cho mình một cái dòng đẩy tầm gia đình như thế này nhé các bác nhé. Cục đẩy Great Audio CA9 như thế này thì các bác có thể yên tâm và sử dụng luôn rồi. Đấy thì em làm clip ngắn gọn như này thôi. Thì với bác nào quan tâm các sản phẩm như này thì các bác có thể liên hệ ngay đến bên Hoàng Hà chúng em nhé. Thì chúng em sẽ lên đơn và gửi đi cho tất cả các bác nhé. Thì em xin phép dừng clip ở đây. Xin chào và gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhé. Xin chào.